Bạn này có hỏi anh ơi, tóc em rất mỏng và dài, nó không thể phồng lên được, anh có cách nào khắc phục cho tóc em không? Thì qua nhìn avatar thì anh có thể đoán được tóc em ấy thì để dài đến đây đúng không, em rẽ ngôi đúng không, để dài đến đây thì anh thấy là tóc em để dài như thế nhìn nó hơi bị bằng, tức là cái phần tóc của em ấy nó hơi bị bằng, nó không có độ đuổi lắm. Mà khi em để bằng như thế thì cái tóc, cái thân tóc nó rất là nặng, nó nặng nên nó kéo đúng không, cho nên cái phần đỉnh đầu này nó mỏng hay nó dày không quan trọng, cái phần đỉnh đầu này nó sẽ bị kéo xuống, cái phần đỉnh đầu này cần là cái nơi cần phồng thì nó lại không phồng, mà cái nơi không cần phồng tức là cái phần bên dưới này nhìn cái cảm giác lại lặng đấy, nhìn nó lại nhìn nó hơi bị thô bị cứng đấy. Thì bây giờ nếu như em muốn để dài như thế thì em yêu cầu thợ cắt nó hơi đuổi đuổi đi một tí, vẫn để bằng vẫn để dài độ dài như thế, em bảo thợ cắt hơi đuổi đuổi đi cho em một tí. Sau đó là nếu như em thích nó lả lơi một tí, để dài như thế thì em nên để lả lơi một tí chứ đừng nên để thẳng không, như vậy nhìn nó hơi ấy, trừ khi em để dài hẳn em búi hay là như nào thôi. Nếu để dài mà để dài dài lỡ lỡ tầm này mà em cứ chỉ để thẳng thế thôi thì nhìn nó ấy, em phải uốn lơi lơi lên một tí. Thì em để dài như thế thì khi em uốn như thế thì nó chủ yếu những cái ngọn của em nó sẽ nó có cái độ cong ấy, thì nhìn tổng thể cảm giác nó sẽ hơi phồng lên đấy. Còn về cái đỉnh đầu thì nó cũng chưa được phồng lắm. Nếu như mà em muốn chơi cái đỉnh đầu nó phồng hẳn lên, cái đỉnh đầu này này chủ yếu cái đỉnh đầu với phần mái nó phồng nhiều lên một tí nữa ấy, thì em phải cắt nó ngắn đi một tí nữa đấy, sau đó em đi uốn. Bởi vì khi ngắn ấy, thì người ta uốn ấy, nó sẽ uốn nó ít, uốn cái lượng vòng ấy, ít ấy, thì nó gần tới cái chân tóc của em thì nó sẽ phồng hơn. Chứ nếu em để dài như này người ta quấn cả 5-6 đến chục vòng rồi thì uốn tới lơi thì nó cái phần bên trên trên đỉnh này nó chỉ được một ít thôi, chủ yếu là cái thân tóc nó xoăn thôi. Thì bây giờ một là em có thể cắt ngắn đi để uốn cho nó phồng phần đỉnh đầu nhiều hơn. Hai là em để dài như thế em muốn kiểu lả lơi kiểu sóng sóng như thế này này, thì em để dài như thế bảo người ta cắt nó hơi đuổi đuổi đi chứ đừng để bằng như thế, đấy là được nhá. Thì anh tư vấn thì em tham khảo nhé, cảm ơn em.